Anh chị thấy cảnh trên núi Cấm đẹp không chị? Đây là cái suối Thanh Long anh chị. Em đang đứng trên cây cầu. Đây để em quay cái suối Thanh Long cho mấy anh chị coi. Đây cáp treo à. Cái chiều hoàng hôn đẹp quá đi. Anh chị. Từ đây mà nhìn về nhà em xa đâu mịt mù trời. Chót chót. Không biết đường nào về nhà luôn. Anh chị, đem quay cái suối Thanh Long cho anh chị xem anh chị. Nước chảy lắm. Anh chị. Đẹp quá anh chị. Chiều đẹp quá. Anh chị bấm đăng ký ủng hộ em, một sub em cảm ơn tất cả anh chị. Thì em đi núi bận, em không có review mấy con quét cho anh chị chơi. Mai mốt em về em sẽ review mấy con quét cho anh chị chơi. Đẹp quá ha. Đây nước là chiều ấy. Đồ, chiều mặt nước anh chị. Anh coi chị coi mặt nước nháy nháy nè. Này mà mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mưa bay bịch mịt mù trời, sắc núi đẹp biết bao, đẹp quá anh chị. Đi xuống em ơi. Đâu đi về hả? Đi vòng vòng quay chơi. Đi về dạy xuống đây quay cái này nè. Quay này rồi xuống nước đúng không? Kìa, con chó. Đẹp ha. Đây anh chị. Đây giờ ở ngoài đẹp ghê ha. Quay đang làm video á, làm video. Đây cũng có mấy nhìn qua đẹp lắm. Đâu. Đây không bằng Đà Lạt anh chị ơi. Đà Lạt mới đẹp. Ôi. Ở đây mát quá đi. Anh chị đây núi Cấm anh chị. Đó là nhà trọ anh chị. Cặp dẹo cho ngày nó hết chạy rồi. Đẹp ha, hoa kìa. Đây anh chị. Đây là cái suối Thanh Long nằm ở trên núi Cấm nha anh chị. Thôi vậy video của em tạm dừng, xin chúc anh chị xem một video thật là thoải mái, mang nhiều hạnh phúc cho cuộc sống. Chị em chào tất cả các anh chị, chiều mặt nước vàng vàng anh chị, đẹp không chị? Hơn dòm đẹp thấy ghê luôn tờ. Hồ vàng vàng vàng. Vậy thôi anh chị.